Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhiều ngày mưa xối xả đã gây ra một trận lũ lụt khác ở Thiều Quan, Quảng Đông, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 710 triệu nhân dân tệ. Mực nước đạt đỉnh lũ bắt đầu xuất hiện vào lúc 10 giờ sáng ở thủ đô Thiều Quan, mực nước hiện đang giảm chậm. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 12 giờ hôm nay, tổng số 92 khu phố, thị trấn thuộc 10 quận ở thành phố bị ảnh hưởng, với 295.000 người bị ảnh hưởng, 32 người chết, 1 người mất tích, 5 ngôi nhà bị sập, 126 nhà bị hư hỏng, 40.000 tấn lương thực và 2.500 tấn thủy sản bị mất, 252 con đường bị gián đoạn do lũ lụt. Được biết, từ khi thành phố thông báo kịp thời tình hình mưa lũ đến người dân và di rời dân kịp thời nên công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn diễn ra đúng kế hoạch đạt hiệu quả. Sản xuất và sinh hoạt của vùng bị thiên tai đã ổn định. Kính thưa quý vị, theo thông tấn xã tỉnh Liễu Châu cho biết, do mưa lớn ở khu vực đô thị Liễu Châu và thượng nguồn sông Liễu Giang, mực nước của sông Liễu Giang đã tăng vọt lên 83,8 m vào lúc 1 giờ 20 phút sáng nay, vượt mực nước cảnh báo của sông Liễu Giang 1,3 m. Hiện mực nước sông Liễu Giang vẫn đang lên nhanh, ước tính đến 11 giờ sáng nay, mực nước sẽ đạt 85 m, vượt mức nước sông Liễu Giang cảnh báo 2,5 m. Cục Thủy văn Liễu Châu thực hiện giám sát chế độ nước 24 giờ và bắt đầu kế hoạch khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và cập nhật tin tức mỗi giờ. Theo báo cáo tình hình nước mới nhất, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hôm thứ Ba, lượng mưa ở thành phố Liễu Châu đạt 160 mm, lượng mưa ở huyện Liễu Thành đạt 210 mm, lượng mưa ở huyện Liễu Giai đạt 104 mm, lượng mưa tại Mã Thị là 70 mm và lượng mưa tại Trường An là 74 mm. 11 giờ trưa ngày thứ Ba, mưa lớn ở Liễu Châu, Quảng Tây một lần nữa gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường khu đô thị bị ngập sâu 1 m, người đi bộ và phương tiện phải đi đường vòng. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Liễu Châu, lượng mưa ở khu vực đô thị sẽ vượt 130 mm trong 3 giờ tới. Hình ảnh cho thấy vành đai xanh của đường phố cao 1,3 m gần như chìm trong nước. Thưa quý vị, Nhật báo Thành Đô đưa tin rằng trong những ngày gần đây, một số khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Vấn Xuyên đã trải qua những cơn mưa xối xả bất ngờ vào ban đêm và các thảm họa địa chất thứ cấp như lở đất ngày càng gia tăng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, trước đó 2 ngày, huyện Vấn Xuyên đã phát động chiến dịch di chuyển khẩn cấp quy mô lớn để tránh trú và tái định cư với sự tham gia của hơn 50.000 người dân và học sinh ở các thị trấn và vùng núi. Sau trận động đất trước đó, do những rung động lớn trên núi, các vết nứt trên mặt đất thường phát triển và số lượng các địa điểm bị đe dọa bởi thảm họa địa chất trong toàn quận đã tăng từ 100 trước trận động đất lên 3.570. Hầu hết các ngôi nhà ở thị trấn Ngụy Châu và các quận lỵ đã trở nên đổ nát. Những ngọn núi gần 4 khu dân cư chính có vết nứt từ vài cm đến hàng chục cm, chiều dài từ hàng trăm mét đến vài trăm mét và sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Gần đây, các chuyên gia địa chất và quy hoạch làm việc tại huyện Vấn Xuyên đã nhiều lần đề nghị với huyện Vấn Xuyên rằng một số người dân bị ảnh hưởng cần được di chuyển khẩn cấp càng sớm càng tốt. Theo thống kê, bao gồm cả 20.000 người đã được chuyển đi trong giai đoạn đầu. Số người bị đe dọa nghiêm trọng bởi các thảm họa địa chất thứ cấp trong quận đã lên tới 70.000 người. Bắt đầu từ hôm nay, quận Vấn Xuyên lấy các thị trấn và làng làm đơn vị, bắt đầu công khai nguy cơ xảy ra thiên tai thứ cấp cho những người bị ảnh hưởng ở những khu vực nguy hiểm, đồng thời lên kế hoạch và lựa chọn các địa điểm ở những khu vực mở tương đối an toàn. Theo kế hoạch, quận Vấn Xuyên sẽ xây dựng 3 khu tái định cư tập trung ở khu vực Ngụy Châu, Miên Chi với 90 khu, từ thị trấn Yến Môn, thị trấn Ngụy Châu đến thung lũng sông của thị trấn Miên Chi để tái định cư cho hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng. Công việc lựa chọn địa điểm của khu vực Xuân Khẩu, Anh Tứ cũng đang diễn ra nhanh chóng. Theo dự báo thời tiết do Đài quan sát khí tượng Giang Tây đưa ra vào lúc 6 giờ sáng thứ Ba, tại Giang Tây sẽ bắt đầu một đợt mưa lớn mới từ đêm. Vào tối thứ Hai, tỉnh trưởng Giang Tây Diệp Kiến Xuân đã đến trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh để tìm hiểu về tình hình lũ lụt trong tỉnh. Nghe báo cáo về tham vấn kiểm soát lũ lụt và thông báo rằng từ 18 giờ Giang Tây sẽ bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2. Từ 3 ngày qua, khu vực phía Bắc và Trung Bắc Giang Tây cũng đang trải qua đợt mưa lớn diện rộng và dữ dội nhất kể từ mùa lũ. Lưu vực sông Rao trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1998. một số khu vực xảy ra thiên tai địa chất nguy hiểm. Dự báo trong vài ngày tới có mưa to đến rất to ở các khu vực nói trên. Theo dự báo thời tiết, Cẩm Châu, Tây An và khu vực trung tâm và phía nam của Phúc Châu trong ngày hôm nay sẽ nhiều mây, có mưa rào hoặc dông, có mưa vừa đến mưa to cục bộ. Vào ban đêm, trời nhiều mây, có mưa vừa hoặc dông, có nơi mưa to cục bộ. Các khu vực khác trong tỉnh trời nhiều mây từ ngày đến đêm. Khi chuyển nhiều mây có mưa rào, đêm có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi có dông, có nơi mưa to, dông và sét đánh mạnh tại một số địa phương trong tỉnh. Ngày mai, 7 thành phố bao gồm Cát An, Phúc Châu, Bình Hương, Tân Dư, Nghi Xuân, Nam Xương và Anh Đàm, cũng như phần phía bắc của thành phố Cẩm Châu và phần phía nam của thành phố Thượng Nhiêu sẽ có nhiều mây với dông bão và mưa lớn cục bộ. Cửu Giang, Cảnh Đức Trấn và phía bắc thành phố Thượng Nhiêu sẽ có mưa vừa đến mưa to hoặc dông, mưa to cục bộ, mưa nhẹ đến mưa vừa hoặc dông ở phía nam thành phố Cẩm Châu. Khi có dông sẽ có mưa lớn ngắn hạn và sét mạnh tại các địa phương trong tỉnh. Quý vị thân mến, trận mưa xối xả kéo dài khoảng 4 ngày đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 860 triệu nhân dân tệ cho Chiết Giang. Trong số đó, thiệt hại kinh tế trực tiếp của ngành nông nghiệp là 295 triệu nhân dân tệ, thiệt hại kinh tế trực tiếp của ngành công nghiệp là 170 triệu nhân dân tệ và thiệt hại kinh tế trực tiếp của cơ sở bảo tồn nước là 280 triệu nhân dân tệ. Cho đến tối ngày hôm qua, không có báo cáo nào về thương vong ở các vùng khác nhau của Chiết Giang. Đợt mưa xối xả này là lớn nhất trong năm nay. Lượng mưa và phạm vi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở phía tây Chiết Giang và những nơi khác vào ngày thứ Tư. Cục Thủy văn tỉnh Chiết Giang theo dõi từ 11 giờ trưa thứ Năm đến 6 giờ sáng thứ Hai. Toàn bộ tỉnh Chiết Giang thất thụ mưa bão lớn và mưa bão cục bộ, chủ yếu tập trung ở phía bắc Chiết Giang và lưu vực sông Tiền Đường. Lượng mưa trung bình của tỉnh là 106 mm, diện tích bao phủ bởi lượng mưa trên 100 mm là gần 60.000 km2, gần hết diện tích đất của Chiết Giang, Kim Hoa, Ninh Ba, 7 thành phố là những khu vực có lượng mưa chính. Các quận có lượng mưa lớn hơn 200 mm trên diện tích bao gồm Khai Hóa, Dư Hàng, Lâm An, Thuần An, Hải Yến, thành phố Hàng Châu và Hải Ninh. Khai Hóa Vương Gia có lượng mưa tích lũy tại một trạm lớn nhất là 409 mm. Tính đến 14 giờ chiều thứ Hai, mực nước ở Dư Hàng, Bình Giao, Công Thần Kiều, Trùng Đức, Ô Trấn, Phụ Dương, Lâm Phố và những nơi khác, mực nước vẫn vượt mức cảnh báo. Những mực nước tại trạm kiểm soát chính của sông Tiền Đường đã xuống dưới mực nước cảnh báo. Quý vị thân mến, theo tin từ Đài Khí tượng Trung ương đưa ra dự báo thời tiết 3 ngày tới lúc 16 giờ chiều thứ Sáu, chịu ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm sau 3 ngày tới, phía đông nam Tây Bắc Trung Quốc, phía đông Tây Nam Trung Quốc, sông Hàng Hà sẽ có đợt mưa vừa đến mưa to từ Tây sang Đông ở Giang Hoài, Giang Hán và phía Bắc Giang Nam, trong đó có một phần phía Nam Thiểm Tây, phía Đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, phía Bắc Hồ Nam, Hải Nam, An Huy và Giang Tô có mưa to đến rất to. Một số khu vực nêu trên sẽ kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông ngắn ngày, dông mạnh gió hoặc mưa đá. Trong 3 ngày tới, hầu hết Chiết Giang, Giang Tây, phía Nam Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, một phần miền Trung và Nam Quảng Tây và Hải Nam sẽ có thời tiết nhiệt độ cao từ 36 độ đến 38 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ở phần phía đông của lưu vực Nam Tân Cương và lưu vực Tupan, thời tiết có nhiệt độ cao 37 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở một số khu vực của lưu vực Tupan có thể lên tới 38 đến 41 độ C. Từ đêm nay đến ngày mai, các khu vực xảy ra động đất ở Tứ Xuyên, phía Nam Cam Túc và phía Nam Thiểm Tây sẽ chuyển từ nhiều mây sang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to ở một số khu vực, cũng như thời tiết đối lưu mạnh như mưa dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Từ đêm mai đến ngày kia, lượng mưa tại khu vực xảy ra động đất suy yếu dần, trời nhiều mây. Dự báo cụ thể như sau. Trong 24 giờ tới, vùng Thiên Sơn phía Tây Tân Cương, phần lớn Tây Tạng, miền Trung và phía Tây Bắc Trung Quốc, phía Tây Nội Mông, Đông Bắc Hắc Long Giang, phần lớn Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán, miền Trung và miền Bắc Giang Nam và hầu hết Tây Nam Trung Quốc và miền Tây Quảng Tây, Đài Loan và những nơi khác có mưa hoặc dông từ nhẹ đến trung bình. Hồ Nam, Nam An Huy, miền Trung và miền Bắc Giang Tô ở một số khu vực sẽ có mưa to hoặc mưa rất to. Một số khu vực trên sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn ngày, gió giật mạnh hoặc mưa đá, có gió đông hoặc gió bắc cấp 4 đến 5 ở phía đông Nội Mông, hầu hết Đông Bắc Trung Quốc và phía Bắc Hoa Bắc Trung Quốc, biển Bột Hải và phía Bắc Hoàng Hải có gió bắc cấp 6. Trong 48 giờ tiếp theo, Bắc Tân Cương, Trung và Đông Tây Tạng, Đông Nam Thanh Hải, Đông Tây Bắc Trung Quốc, Trung và Tây Nội Mông, phần lớn Sơn Tây, phần lớn Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán, phần lớn Giang Nam và hầu hết Tây Nam Trung Quốc và hầu hết Quảng Tây, Tây Hải Nam, Đài Loan và những nơi khác có mưa hoặc dông từ nhẹ đến vừa. Trong số đó, Giang Hoài, hầu hết Hồ Bắc, Bắc và Tây Giang Nam, Trung và Đông Trùng Khánh, Trung và Đông Quý Châu, Nam Tứ Xuyên, Tây Quảng Tây, Đông Nam Vân Nam, vân vân sẽ có mưa to hoặc mưa to trên diện rộng, cục bộ có mưa dông lớn. Một số khu vực nói trên sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như hạn hán, dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá, có gió đông hoặc gió bắc cấp 4 đến 5 ở phía đông Nội Mông, phần phía đông và phía nam của Đông Bắc Trung Quốc và phía Đông Bắc Trung Quốc. Có gió bắc cấp 6 ở phần trung tâm và phía bắc của biển Bột Hải và biển Hoàng Sa. Trong 72 giờ tiếp theo, phía bắc và tây nam Tân Cương, phần lớn Tây Tạng, Nam Thanh Hải, Bắc Thiểm Tây, trung tâm Nội Mông, Đông Bắc Hắc Long Giang, phần lớn Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Giang Hán, phần lớn Giang Nam và Quảng Tây, phía Tây Hải Nam, phần lớn phía Tây cao nguyên Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam, Đài Loan và những nơi khác có mưa rào hoặc dông. Trong đó bán đảo Sơn Đông, phần lớn Giang Tô và An Huy, phía Tây Bắc Giang Tây, phía Đông Hồ Bắc, miền Trung và Bắc Hồ Nam, Đông Quý Châu và Quảng Tây phía Tây, Nam Tứ Xuyên, Đông Nam Vân Nam và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to hoặc mưa rất to. Mưa lớn cục bộ ở khu vực phía Đông Giang Hoài, các khu vực trên sẽ kèm với thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn hạn, gió mạnh hoặc mưa đá. Có gió Tây Bắc cấp 5-6 ở Tây Bắc Tân Cương, gió Bắc cấp 4-5 ở Đông Bắc Nội Mông và Bắc Trung Bộ Hắc Long Giang, gió cấp 5-7 ở biển Bột Hải và Hoàng Hải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.